Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với chương trình bản tin vào cuối ngày. Và đây là cái chương trình phát thường lệ vào các chiều sau phiên giao dịch từ thứ hai tới thứ năm của các thành viên trong đội ngũ của ITP. Và trong như thường lệ thì trong cái chương trình ngày hôm nay thì Thái Lê sẽ tổng hợp lại các anh chị về các cái nội dung giao dịch trong cái phiên ngày hôm nay là ngày 9 tháng 12 và top các cổ phiếu tiêu biểu cũng như một số cái tin tức về một số doanh nghiệp mà các anh chị có thể đang quan tâm. Thứ tư, Thái Lê sẽ đưa ra các cái nhận định trong cái phiên ngày mai là phiên giao dịch cuối cùng của tuần này. Và thứ năm, đó là một số cổ phiếu các anh chị có thể quan tâm để mở để mua các anh chị nhé. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào tình hình thị trường. Thì ngày hôm nay thị trường đã có một cái phiên hết sức là tích cực, tăng rất là mạnh mẽ 1%. Trong đó thì cái việc mà sự lan tỏa của nhóm VN30 hôm nay cũng hết sức là tốt và tăng 0.89%. Có thể nói là cái thời điểm hiện nay so với những cái thời gian trước của thị trường là lần này cái sự tăng lên đó có một cái sự đồng điệu rất là lớn và rất là quan trọng ở cái nhóm vốn hóa lớn. Và với cái sự mà tăng trưởng của cái nhóm vốn hóa lớn hay mà chúng ta thường nói đó là những cái cổ phiếu cơ bản đó, cơ bản tốt thì đó giúp cho cái thị trường của chúng ta nó có những cái lực tăng và bền vững và an toàn hơn rất là nhiều so với trong cái thời gian trước đây, khi đặc biệt là ở trong cái giai đoạn dịch, khi mà các doanh nghiệp cơ bản thì đang gặp rất là nhiều khó khăn. Nó có thể đánh giá là cái khó khăn của là một trong những quý khó khăn nhất trong những năm vừa qua. Do vậy nên là cái sự kỳ vọng của nhà đầu tư vào các cái cổ phiếu cơ bản trong cái giai đoạn trước thì nó không được cao, nên trong cái thời gian vừa rồi VN-Index mặc dù là vẫn tăng, vẫn phá đỉnh, nhưng mà các cái nhóm cổ phiếu đặc biệt vốn hóa lớn như VN30 thì chúng ta thấy vẫn đi ngang, vẫn chưa có cái động thái phá được đỉnh. Tuy nhiên thì trong cái nhịp lần này, đặc biệt là sau cái đợt rủ bỏ vừa qua thì chúng ta đang thấy là VN-Index đang tăng trở lại rất là tích cực, và đặc biệt là sau khi chạm cái ngưỡng hỗ trợ ở 1400 và đặc biệt là đóng phiên hôm ở ngay ở trên cái nền hỗ trợ ở 1414. Đây là cái điểm mà có lẽ các chị theo dõi các cái bản tin của ITP thì luôn thông báo cho các chị đây một cái điểm hỗ trợ rất là mạnh để các chị có thể quan tâm. Ngoài ra nữa thì nếu mà các chị theo dõi các cái thông tin thì chúng ta thấy là ITP hay là Thái Lê vẫn luôn đánh giá trong cái xu hướng của trung hạn nó vẫn duy trì một cái đà tăng rất là tốt, và các chị vẫn hoàn toàn là kỳ vọng về cái ngưỡng 1600, ít nhất là ở cái vùng 1600 trong 1 tới 2 tháng tới, trong 1-2 tháng tới. Và còn lại ở cái nhịp đối với ngắn hạn hiện nay thì chúng ta có thể là chạm tiếp tục lại một cái vùng 1500 từ giờ cho đến khoảng tầm thứ hai thứ ba, các chị có thể chạm lại được cái vùng 1500, nhưng mà sau đó chúng ta sẽ có những cái sự rung lắc, nhưng mà những cái cơ hội rung lắc vẫn là những cái cơ hội các anh chị yên tâm để nắm giữ hàng và cổ phiếu thôi. Không chừng thì có thể là Tết trước khi Tết âm lịch chúng ta có thể chạm được ở cái ngưỡng 1650. Đó là những cái điều hoàn toàn kỳ vọng khi mà chúng ta đang thấy cái sự đồng điệu ở trên cả cái nhóm vốn hóa lớn, và đặc biệt là hiện nay cái hoạt động sản xuất kinh doanh của gần như của các doanh nghiệp đã trở lại ổn định, và chúng ta thấy là cái kết quả báo cáo kinh doanh của các doanh nghiệp thì gần như đã đều có sự hồi phục, nên là cái sự tăng trưởng trở lại nó có rất là nhiều cái sự kỳ vọng và trong cái sự thuận lợi. Trước khi đi vào một số cái thông tin cũng như một số cái cổ phiếu thì chúng ta sẽ điểm qua đối với toàn thị trường. Thì khối ngoại thì hôm nay sau cái lực ngày hôm qua bán tròng 117 tỷ á, thì ngày hôm nay đã bắt đầu trở lại với cái lực mua 350 tỷ. Và tập trung chúng ta thấy là nhóm cổ phiếu của Vingroup hôm nay được khối ngoại quan tâm khá là lớn, như VIC này, như VHM hay là VRE. Thì ba cái bộ ba của VIC ngày hôm nay đang được sự quan tâm của nhà đầu tư. Và đối với bộ ba này thì Thái Lê vẫn đang đánh giá, hay là các anh chị theo dõi ITP thì đây là những cái cổ phiếu mà chúng ta đã thấy chìm lắm trong một cái thời gian vừa qua rất là lâu, nhưng mà có thể trong cái thời gian sắp tới và đặc biệt là trong năm 2022 thì có được nhiều cái sự kỳ vọng và bứt phá. Như chúng ta đã biết là VIC thì hiện nay cái việc mà kêu gọi vốn được KKR về mà thành công nữa thì cái việc mà phát triển đối với cái mảng công nghiệp, đặc biệt là cái mảng ô tô VinFast sẽ trở lại, sẽ nhanh chóng thu hồi được vốn. Cái kỳ vọng của ông Vin thì ông ấy sẽ thu hồi vốn trong 5 năm từ 2018, 2017 thì có thể là cái việc này nó sẽ hoàn thành được sớm hơn và đưa lại được trở lại được cái lợi nhuận. Đặc biệt là cái sự kỳ vọng của chúng ta khi mà ở cái mảng xe điện Và như cái dòng xe điện mà FE 34 thì hiện nay đã bắt đầu có cái rục rịch là sẽ bàn giao trong năm 2022 cho các người đặt hàng ở tại Việt Nam. Cái dòng 34 thì chỉ đặt ở Việt Nam thôi, còn lại cái dòng 35, 36 thì chúng ta thấy là đã bắt đầu tiến hành ra mắt ở cái thời điểm mà cuối tháng 11 vừa rồi ở tại Mỹ. Nhưng mà chắc là cái tiến trình mà đặt hàng thì chắc phải sang năm 2022 thì Thái Lê nghĩ là phải chờ đợi cái việc mà ra mắt thành công về cái 34 FE 34. Và các chị để ý bây giờ các chị mà đi không phải mỗi ở các thành phố lớn Hà Nội, Hải Phòng, Hà Nội hay là Hồ Chí Minh, mà hầu hết các tỉnh thành khác thì chúng ta đã thấy là các cái trạm điện của VinFast hiện nay đã đều phủ sóng rất là lớn. Đó có thể nói là cái điểm mấu chốt quan trọng nhất để cho cái việc là thúc đẩy của nhóm ngành xe điện, và một cái kỳ vọng rất là lớn. Và chúng ta thấy là trong cái cuộc họp rạng sáng ngày hôm nay của Tổng thống Mỹ John Biden thì cũng đã đánh giá về cái việc hạn chế lại cái việc các cái loại ô tô chạy xăng hay dầu, và định hướng đến năm 2023 thì cái việc mà xe ô tô điện thì nó sẽ phủ sóng. Đấy là những cái thông tin rất là tích cực và nó giúp cho cái sự kỳ vọng rất là lớn. Thứ nhất là đối với doanh nghiệp thì sẽ thu hút được các cái nguồn gọi vốn, nó sẽ dễ dàng và thành công, đặc biệt là trong một cái cú ra mắt vừa rồi, một cái cú ra mắt rất là nhiều tiền thì cũng đang giúp cho VinFast không giống như những cái lần trước là cái cú đánh bóng ở Pháp để mục đích là bắt đầu cái dòng thương hiệu xe VinFast bằng chạy xăng thì để bán trong nước, mà lần này một cái cú ra mắt ở tại Mỹ có thể là cái sự bán hàng và ra mắt ở tại nước ngoài nó sẽ thành công hơn, và cái việc mở bán thì nó sẽ kỳ vọng trong năm 2022. Thì đây là một trong những cái niềm mà Thái Lê đánh giá là nếu nó thành công thì là một sự tự hào rất là lớn của Việt Nam, đúng không ạ? Rồi tiếp theo nữa thì sang cái bộ 3 của ông Vingroup thì sang Vinhomes. Vinhomes thì các chị có thể search để xem lại, thì trong cái video hôm thứ ba thì Thái Lê làm với anh Trịnh Phát và làm với bạn Tùng về cái cụ thể về cái cơ hội đầu tư và đọc vị về cái cổ phiếu Vinhomes. Thì Thái Lê đánh giá đây là một cái cổ phiếu rất là tiềm năng trong cái năm 2022 với một cái vùng giá mục tiêu kỳ vọng là ở quanh vùng 120.000 cho năm 2022, thì cũng là một cái cổ phiếu dành cho các chị đầu tư cơ bản dài đấy nhá. Còn trong ngắn hạn thì khả năng cổ phiếu này nó chưa tạo ra được những cái sự tích cực đâu, nó còn rung lắc thôi à. Rồi tiếp theo là sau cái cổ phiếu VNM thì chúng ta thấy VRE. VRE thì mặc dù hết sức là khó khăn, đặc biệt là liên quan đến cái việc là cho thuê các cái dự án, chúng ta thấy gần như không có được sự thuận lợi trong cái giai đoạn vừa rồi, nhưng mà hiện nay VRE cũng đang trở lại thu hút được cái dòng tiền. Thì hiện nay nếu mà để đánh giá đối với VRE thì Thái Lê sẽ chờ đợi nó khi nào nó bứt phá đứt tốc được trên cái vùng 31. Chúng ta thấy là những cái cản tuần của nó 31 này khá là lớn này, nên hiện nay nó cứ lình xình ở quanh vùng này thôi. Nhưng mà khi bứt tốc được trên cái vùng 32, 33 thì khả năng cái sự tham gia đầu tư của anh chị nó sẽ dễ chịu hơn. Dẫu sao thì cái sự kỳ vọng hồi phục của VRE thì nó vẫn sẽ đi sau hơn rất là nhiều so với hai cổ phiếu VIC và Vinhomes. Rồi đấy đã qua đối với cái nhóm ngành Vingroup, mà trong cái ngày hôm nay chúng ta đang thấy sự xuất hiện của khối ngoại mở mua khá là lớn. Đối với tự doanh thì trong cái ngày hôm nay đã có thông báo rồi các anh chị này. Bình thường thì khối tự doanh là sẽ không có cái thông tin sớm như vậy. Ngày hôm nay thì chúng ta đang thấy là khối tự doanh bắt đầu trở lại mua nhẹ với 32 tỷ. Trong khi đó ngày hôm qua thì bán dòng 185 tỷ. Ngày hôm qua thì bán như vậy, thì sau hai cái phiên hồi phục của hôm thứ ba và hôm thứ tư thì có lẽ khối tự doanh cũng đang có những cái tấn cá, mà đặc biệt là cái này thì chúng ta cũng thấy khá là rõ trên cái biểu đồ khi nó tiến trở lại cái vùng cản, và ngay cả cái phiên sáng này khi hàng mà ngày hôm nay là hàng T3 của phiên thứ hai về. Do vậy nên là cái tâm lý nhà đầu tư mà mua bắt đáy ở đây thì về ở đây chỉ trong vòng có T3 mà các anh chị có một cái lợi nhuận khoảng 7% thì rõ ràng đó là một cái điều quá tốt rồi, nên nhiều anh chị nhà đầu tư bán là cũng tất yếu. Tuy nhiên cái điều tích cực hôm nay đó là cái việc mà thị trường của chúng ta không rơi về ở cái vùng 1440, mà hôm nay chúng ta đang thấy là thấp nhất của nó là cái vùng 1446 rồi. Đó, gần như chúng ta thấy là ở tầm 11 giờ nó có cái sự rung lắc về ở đây, cái còn lại là sau đó là đến phiên chiều thì nó tích cực và thu hút được cả dòng tiền, gần như là nguồn cái lực bán cạn cung hết rồi, không có ai có nhu cầu bán nữa. Cho vậy nên là khi mà cái lực mua vào thì nó lại tiếp tục được gia tăng và đẩy tích cực. Nên chúng ta đang thấy trong giai đoạn hiện nay VN-Index đã gần như khó để có thể xác nhận được lại một cái vùng đáy 1415 lần nữa. Ngày hôm qua thì Thái Lê đang còn đánh giá là có thể ngày hôm nay hàng về cái lực bán nó có thể có, nó có thể khiến cho thị trường của chúng ta rơi vào ít nhất ở các cái vùng giá như 1425 hay 1430, nhưng mà rất là khỏe, đó là thị trường của chúng ta không những về thấp ở dưới này mà còn lại chỉ về ở 1446 để sau đó là bất tăng cao qua cả cái vùng 1460. Đấy là điều hết sức là mạnh mẽ và cho thấy là cái sự tham gia của dòng tiền rất là lớn. Chỉ có duy nhất một cái điều mà chúng ta để ý, đó là cái phiên ngày hôm nay thì mặc dù là khá là lượng lự trong phiên sáng, nhưng mà đến cái phiên chiều nữa thì thị trường tăng, nhưng mà cái thanh khoản của chúng ta vẫn thấy hơi là mịt mờ. Nghĩa là giai đoạn hiện nay gần như nhà đầu tư vẫn khá là sợ hãi, đặc biệt là nhà đầu tư có thể bán tháo bất ở trong hai cái phiên thứ sáu tuần vừa rồi và thứ hai tuần này, và nhà đầu tư vẫn đang còn e ngại, chưa dám tham gia trở lại. Tuy nhiên các chị để ý mà xem, trong ngày mai khả năng cao là thị trường sẽ đây là chúng ta sẽ nói luôn cái thị trường nhé, để rồi lát nữa chúng ta sẽ chỉ tập trung vào các cái ngành và các cổ phiếu thôi. Như đối với VN-Index, sau khi mà nó bứt tốc phá được cả cái ngược cản này thì rất là cao trong cái phiên mai. Các chị sẽ thấy là một cái tăng có thể tạo gap, nó tạo ra một cái sự hưng phấn, nhưng sau đó thì rất là dễ nó sẽ tạo ra một cái sự điều chỉnh. Các chị để ý nha, những cái cú điều chỉnh này thì đừng có bán mất, không là bán là mất hàng đó, bởi vì sau đó là nó chui qua cái làn mây này phát thì cái này thì chúng ta sẽ chờ đợi vào đầu tuần đó, đây đồ thị giờ. Do vậy nên là ngày mai gần như nó sẽ chỉ chảy lên ở cái trạng thái là bật tăng lên và sau đó giảm xuống, mà không nữa thì là sẽ là phương án thế này, xấu nữa thì nó sẽ giảm từ ngay từ đầu phiên, thì sau đó là nó sẽ tích cực đi ngang, rồi sau đó là sẽ đi sang ở bên này. Gần như là cái giai đoạn này này Thái Lê đang thiên hướng trở lại do những cái sự tích cực, còn lại cái sự xấu trong cái giai đoạn hiện nay gần như chúng ta đang thấy là nó cái xác suất nó xảy ra nó khá là ít, mà đặc biệt là cái biến thể lo ngại, cái lý do mà đạp vừa rồi thì gần như đã không còn nữa. Thì đây là một cái phương án thứ hai, một phương án xanh và một phương án đỏ. Phương án nào cũng được, chỉ có là đừng có giảm xuống là bán mất thôi. Các chị có đầu tư có lướt sóng và có lời ngắn thì các chị có thể hoàn toàn chốt bớt một phần, nhưng mà đừng bán hết. Và đặc biệt là các chị mà mua cân bằng giá rồi nhé, còn rất là nhiều anh chị cứ mua cân bằng giá ở vùng này. Ok, tuy nhiên thì cái việc mà cân bằng giá chúng ta sẽ để ý một việc là khi đã mua cân bằng giá, nghĩa là trước đó chúng ta đã bị sai mất một lộ trình rồi. Nếu mà cái việc mà mua cân bằng giá thì gần như những cái nhịp hồi phục là các chị phải bán cái số lượng đã mua cân bằng giá để chúng ta trở về cái tài khoản như cái thời điểm trước. Và gần như trong cái giai đoạn này chính là cái giai đoạn mà các chị đã bình quân được giá, chúng ta đã có cái lợi thế ở đấy rồi. Nên là các chị đừng có cố gắng gồng quá. Đương nhiên thì gồng lên thì nếu mà nó tăng thì lợi nhuận rất là tốt, nhưng mà nếu mà nó xảy ra tiếp tục một cái sự rủi ro điều chỉnh thì rõ ràng các chị sẽ bị thiệt hại nó còn gấp bội hơn. Do vậy nên là đối với cái việc mà cân bằng giá thì Thái Lê đánh giá cái vùng này là cái vùng để các chị hoàn xả cái việc cân bằng giá là tối ưu rồi, để chúng ta luôn luôn có một cái tâm thế nó tâm lý nó không bị bị đè nặng trong cái quá trình đầu tư. Rồi đấy là về thị trường, về các phương án của thị trường để các chị có thể để ý. Và gần như đầu tuần là cái sự tích cực của thị trường nó sẽ lan rộng hơn rất là cao các chị nhá. Và như lúc nãy Thái Lê có đánh giá là về cái trung hạn thì chúng ta hoàn toàn kỳ vọng tháng 1 cho đến tháng 12, tháng 12 và tháng 1 thì chúng ta sẽ đạt được các cái vùng ngưỡng 1600, rất là dễ. Và đặc biệt là cái sự tích cực của nhóm VN30 này, các chị nhìn thấy nhóm VN30 Index thì sao mà lần này thì Thái Lê khá là tự tin ở cái nhóm này, bởi vì ngày hôm nay chúng ta thấy nó chạm về ngưỡng hỗ trợ cái là bật lên luôn này đó, và gần như đoạn này nó đang có cái sự tích tụ rất là lớn. Các chị sẽ để ý là sang tuần nó tiếp tục mà phá được cái vùng đỉnh ở 1580 nữa thôi thì cái VN30 của chúng ta sẽ nó bứt tốc, nó chạy rất là nhanh luôn, rất là nhanh, và nó đã gần như tạo ra một cái đà rồi. Thì chúng ta có thể tận dụng các cái thời cơ để đầu tư, tránh trường hợp sau này cứ phải nhảy vào mua đuổi. Rồi đi sang với đối với các cái ngành nghề thì gần như hôm nay chỉ có đỏ ở nhóm gì? Viễn thông thì thanh khoản không có thì chúng ta bỏ qua. Còn tất cả thì đều có sự lan tỏa tăng rất là tích cực. Trong cái nhóm tài chính thì chúng ta thấy nhóm ngành chứng khoán, đúng không? Chứng khoán ngày hôm nay tiếp tục có một cái sự dẫn dắt rất là tốt sau một cái đà giảm. Do vậy nên là đối với nhóm ngành chứng khoán thì các chị hoàn toàn chúng ta đầu tư gần như giai đoạn hiện nay. Thái Lê sẽ có view hai cái nhóm mà Thái Lê đánh giá là nó đang thể hiện sự tích cực nhất, đó chính là cái nhóm ngành bất động sản và nhóm ngành chứng khoán. Đó, các chị mà tham gia vào cái room free luôn, room mở, bởi vì cái room đấy thì Thái Lê chỉ muốn là để các chị có thể tham gia vào, để các chị muốn hỏi cái gì trong giờ thôi. Thái Lê chỉ để mở chat trong giờ thôi. Với hàng ngày Thái Lê sẽ đưa ra các cái đánh giá về tình hình thị trường trong ngắn hạn và cũng như các nhóm ngành để các anh chị có thể thấy được cái dòng tiền nó đang luân chuyển ở đâu. Thì các anh chị mà muốn tham gia, các anh chị có thể join vào ở ngay đường link ở dưới cái video này. Đấy là cái kênh chat Telegram các anh chị nhá. Đó, các anh chị có thể join vào. Thì trong đó thì Thái Lê có đánh giá nhấn mạnh về cái nhóm ngành bất động sản và nhóm ngành chứng khoán trong giai đoạn vừa rồi, gần như là một cái nhóm tốt và hết sức là tích cực để các anh chị tham gia vào. Gần như cái việc gãy trend của cái nhóm ngành bất động sản các anh chị để lý vừa rồi không hề xảy ra luôn. Tất cả các cái nhóm đều xảy ra cái gãy trend, nhưng mà riêng đối với nhóm ngành bất động sản gần như nó chỉ hút giá về điều chỉnh rồi sau đó lại tiếp tục bứt tốc đi trở lại. Quá khỏe luôn, quá khỏe luôn. Do vậy nên đối với cái nhóm ngành chứng khoán thì gần như nhóm ngành bất động sản thì gần như đang rất là ổn để các chị có thể đầu tư. Còn lại đối với các cái nhóm khác như chúng ta có thể để ý như nhóm ngành dầu khí thì Thái Lê có nhấn mạnh ở trong cái phiên đầu tuần hôm thứ ba, và khi mà nó về cái nền hỗ trợ thì các chị hoàn toàn có thể kỳ vọng mà để có cái sự bật lên được. Riêng đối với nhóm ngành nông sản, thủy sản, đồ điền thì chúng ta đang thấy sự hồi phục thôi, không rõ ràng lắm. Hay là đối với nhóm ngành ngân hàng thì chúng ta cũng thấy đang có các cái nhịp hồi chứ còn không thực sự rõ. Tức là đi về từng cái nhóm thì Thái Lê sẽ điểm tên một số cái cổ phiếu để các anh chị có thể quan tâm các cái để có các cái góc nhìn nhá. Thì nói về cái nhóm ngành bất động sản thì bây giờ có một số cái cổ phiếu mà chúng ta đang thấy có những cái view tích cực này. Ví dụ như thứ nhất là đất xanh. Đất xanh với cái việc mà sau khi mà dừng lại việc phát hành riêng lẻ với cái vùng giá thấp tránh pha loãng thì hiện nay cái sự kỳ vọng của nhà đầu tư trở lại đối với cổ phiếu này đang hết sức là lớn và tích cực. Rồi, đến nước cũng vừa hết. Rồi, còn lại là đối với cái cổ phiếu đất xanh, mặc dù ngày hôm nay chúng ta đang thấy nó cũng tăng rất là lớn, nhưng mà cái việc các cái sự rung lắc sắp tới ở đây là những cái cơ hội rất là tốt để các chị tiếp tục mua vào đối với cái cổ phiếu này. Thì Thái Lê đang đánh giá đây là một cái cổ phiếu khá là ổn, đánh T cộng thôi nhé. Gần như là các chị lưu ý là như đối với cái nhóm ngành đầu cơ này thì Thái Lê khuyến nghị các chị có đánh thì các chị chỉ đánh từ giờ cho đến khoảng tầm đầu tuần sau. Đầu tuần sau các chị lưu ý là ngày bao nhiêu ta, 17 tháng 12 là hình như đúng vào thứ sáu tuần sau là ngày review của FE SE cuối cùng, đợt cuối cùng của hai quỹ trước khi là chốt cái quý 4. Do vậy nên là chúng ta lưu ý là như cái dòng đầu cơ này thì đánh tầm đấy. Như là xong. Hay là đối với cái nhóm này thì chúng ta để ý là DG. DG thì sau những cái thời kỳ là mưa làm gió tích lũy trở lại thì gần như là đối với DG thì Thái Lê đang thấy một cái sự rủi ro rất là lớn khi nó đang có một cái trạng thái hút giá ở đây. Nói chung là các anh chị mà đánh là không nhanh tay á, thì các chị bỏ qua cái mã này cũng được. Nhưng mà nếu mà các anh chị mà đánh nhanh tay mà có những cái sự kỳ vọng nó vừa phải thôi á, thì các chị đánh cái mã này thì đánh T cộng thôi. Các chị đánh T cộng thì hoàn toàn là ở cái vùng này thì chúng ta kỳ vọng nó đánh lên được khoảng tầm vùng 77 78. Đánh lên 77 78 và chú ý là tầm cuối tuần sau là nó sẽ review cái việc mua vào của FESE, nên là từ giờ cho đến tầm sang tuần thì cái việc mà cổ phiếu DG nó bị đẩy lên tăng lên nó cũng là một điều rất là dễ hiểu. Nhưng mà các chị mà mua mà nó bị kẹt, ví dụ giữa tuần sau bắt đầu lại hỏi mua thì hơi căng lắm. Hơi căng cái cổ phiếu này. Đã mua là chúng ta mua dứt điểm từ sớm, đang có hàng thì nắm giữ, còn lại là chưa có thì ngày mai vẫn Thái Lê đánh giá là vùng quanh vùng này các chị mua được. Đấy. Còn lại nếu mà xấu xa nhất của nó là nằm rớt dưới khoảng tầm bao nhiêu đây, rớt dưới 66.5, 66.5 chúng ta cắt vào xong. Còn lại kỳ vọng là đánh T cộng cho đến tầm thứ năm tuần sau, khoảng T3 cho đến T5 là mức lợi nhuận nó đánh lên khoảng tầm 77 78 là kỳ vọng được. Rồi tiếp theo một cái cổ phiếu nữa đối với nhóm này chúng ta sẽ để ý một số cổ phiếu như HPC. HPC ông trùm của bất động sản khu nhà ở xã hội này, đang tích lũy cũng khá là tốt. thì cũng tương tự như DG. Nếu các chị đánh thì Thái Lê vẫn đang hướng các chị đánh cho cái T cộng thôi. Đó, gần như nhóm ngành bất động sản cái vụ hồi trở lại này không phải là cái để mà các chị đầu tư dài hạn đâu. Nếu mà dài hạn thì chúng ta phải chấp nhận những cái sự rung lắc vào cuối tuần sau. Rồi tiếp theo nữa, nói về đất xanh thì không thể bỏ qua đó là DXS. DXS thì là cái công ty nó sẽ phân phối tất cả các cái sản phẩm của ông DG. Và cái điều lưu ý của đối với DXS mà các chị để ý ấy, là bắt đầu sáng đầu tháng 1 là ông này là cấp margin. Rõ ràng cấp margin thì ông này sẽ bị đánh lên rất là cao. Đây là những cái cú xây khá là hấp dẫn, nhưng mà bây giờ thì không có margin để các anh chị đánh đâu. Nhưng mà nó dành cho các anh chị mà đầu tư theo hình thức là không sử dụng margin và đầu tư an toàn, thì cái vùng hiện nay 36 là đánh lên khoảng tầm 4x là rất là lớn. Và đặc biệt là các chị mà đánh giữ đến Tết thì khả năng cái nhịp nó lên khoảng tầm 20% mà Thái Lê đánh giá là khả năng cao và rất là tốt, tích cực. Và đặc biệt là đầu tháng 1 nó sẽ thu hút dòng tiền rất là lớn. Các chị nhớ nhớ cái việc này nhá, rồi sang tháng 1 thì khi đấy chúng ta nhắc lại tiếp. Rồi tiếp tục là ông Novaland này. Ông Novaland thì thời gian vừa rồi thì mặc dù thị trường điên đảo nhưng mà ông ấy chỉ có một cái nến giảm 3% trong cái phiên cuối tuần trước thôi, còn sau đó thì vẫn miệt mài tích cực đi lên. Đặc biệt là trong phiên giảm đầu tuần thì ông này gần như nằm ở quanh tham chiếu và có những thời điểm là tăng lên rất là mạnh. Thì đối với Novaland thì nó hơi có cái việc mà vùng giá khá cao nên nặng mông thôi, còn lại nó đang là một cái vùng tích lũy rất là tốt này. Các anh chị nhìn vào đồ thị tuần, bây giờ nó mà phá cái vùng đỉnh này cái thì các anh chị sẽ thấy cái lượng nhà đầu tư FOMO mua vào mua đuổi ở đối với cổ phiếu Novaland nó rất là nhanh. Nên là cái việc mà vùng giá mục tiêu của dòng này thì chắc Thái Lê đánh giá là trong ngắn hạn trước mắt là quanh những cái vùng giá khoảng tầm 124, 125 cái đã. Đó, tầm đấy, để sau đó đến đấy chúng ta xem xét lại cái dòng tiền. Ví dụ dòng tiền ở đây nó tiếp tục mà cứ đẩy dần tăng lên thì rõ ràng cổ phiếu nó đã phá đỉnh thì rất là khó để xét đỉnh được, chỉ có chờ những cái phiên đảo chiều thôi. Đó. Rồi tiếp theo là một số cổ phiếu mạnh khác ở trong bất động sản như PDR thì thôi nhỉ, TPR thì thôi bỏ qua. Nhà Từ Liêm này, Nhà Từ Liêm hôm nay cũng bắt đầu hồi phục trở lại rồi. Nhà Từ Liêm thì chúng ta cũng đang thấy là có các cái sự kỳ vọng trở lại của một số cái dự án như là cái khu đô thị ở Cầu Giấy. Thì cái ông đấy thì được cấp phép để làm nữa, thì ông ấy có một cái quỹ đất vàng rất là lớn, hay là cái bãi muối ở Quảng Ninh thì bây giờ đang bán rất là mạnh mẽ. Có thể là trong quý 4 này cái sự ghi nhận doanh thu nó chưa cao, nhưng mà trong quý 1 thì rất là tốt. Thì đây là cái cổ phiếu mà để các chị đầu tư rất là tốt, bởi vì gần như các cái quỹ đất của cái ông Nhà Từ Liêm này ông rất là sạch và các cái dự án nó rất là rõ ràng, rất là rõ ràng luôn. Rồi tiếp theo là cái cổ phiếu Nam Long. Nam Long thì ưu tiên cho các anh chị là nắm giữ, và các anh chị có mua vùng này cũng được. Nói chung là quanh 54-55 này là cái vùng các chị mua để đầu tư Nam Long cũng ok đó. Rồi tiếp theo là sang nữa là cái câu chuyện của nhóm nào nhỉ? Nhóm ngành dầu khí đi. Nhóm ngành dầu khí thì nó đã bật tăng rồi nên là Thái Lê không đánh giá nữa, bởi vì gần như nó đây chỉ nhịp hồi, nó hồi lên đây phát thì nó điều chỉnh lại. Các chị mua xong cái là T3 các chị đã dính mất rồi, đâm mà nó lại không hay sao lắm. Rồi sang nông sản thì không có gì. Ngân hàng thì hiện nay Thái Lê đánh giá nó chưa trở lại được cái sự mạnh mẽ giúp ích đóng góp cho thị trường đâu. Nói chung là sau cái cú rũ bỏ như vừa qua thì cũng hơi hoài. Nói chung là dẫu nó có tốt, nó có kỳ vọng nó lớn đến đâu nhưng mà không có dòng tiền thì nó cũng vứt cái chị, nó cũng vứt thôi. Do vậy nên là chúng ta phải chờ đợi nó ít nhất của ông này chắc phải giữa tuần sau. Ông đấy tích lũy biên được trở lại cái vùng này á, thì khả năng là đến có thể là đến tầm giữa tuần sau để Thái Lê lại nhìn thấy là ngân hàng nó thì tích cực trở lại, đi kèm với dòng tiền. Nhưng mà cũng không phải là tất cả ngân hàng đều xấu, nhưng một số điểm danh, một số cổ phiếu này như là Tiền Phong Banh. Tiền Phong Banh thì hiện nay cũng đang khá là tốt, nhưng mà mua thì các chị đừng có mua đuổi mà mua điều chỉnh. Các cái nhịp đỏ ví dụ như về lại vùng 49.5 ok, nó mang tính dẫn dắt của dòng rồi thì chúng ta sẽ tham gia vào. Hay là cổ phiếu VIB. VIB thì bây giờ nó đang bị kẹt ở giữa hai cái điểm này thôi, nhưng mà cái khả năng là nó bứt phá sớm được cái vùng giá 44 là nó sẽ chạy tít mít giống như ông Tiền Phong Banh đó. Thì hay là cổ phiếu nữa là CTG. CTG ngày hôm nay cũng tăng rất là mạnh rồi. CTG thì khuyến nghị các chị mở mua ngay cái phiên đầu tuần luôn ở vùng này, nó quá là đẹp, gặp cái sàn hút lên. Ít nhất là bây giờ CTG nó sẽ đánh lên ở cái vùng giá 35.5, khoảng tầm 7% so với thời điểm hiện nay. Nếu mà nó có cái nhịp điều chỉnh ở điều chỉnh thì mua, chứ còn lại đến thời điểm hiện nay thì ưu tiên nắm giữ thôi. Nó chạy mất quãng này, đánh tới cộng nó mất khoảng tầm 2%, 3% thì nó cũng hơi đáng tiếc rồi. Rồi, ok, đấy là đối với ngân hàng. Rồi tiếp tục sang đối với một cái hóa chất . Hóa chất thì các chị có thể để ý như DGC này. DGC hôm nay tốt này. Uầy, tăng nhanh thế nhỉ, tôi mua đuổi thì thôi bỏ qua. Nhưng mà nếu mà nó có điều chỉnh là DGC là các chị tham gia được đó. May mặc thì cũng tích cực dần. May mặc thì Thái Lê view được mỗi ông dệt may Việt Nam thôi, VGT. Trong hôm này thì khá là hấp dẫn. Tích lũy ngang vùng này gần như là cái vùng các chị yên tâm thì mua nắm giữ. Đặc biệt cho các chị đầu tư trung hạn thì VGT rất là ổn luôn. Đặc biệt là cái việc mà trở lại xuất khẩu của cái VGT hiện nay đang được đẩy mạnh, các hợp đồng sang Mỹ và châu Âu rất là lớn. Tiếp theo nữa là đối với nhóm sản xuất thực phẩm thì thôi, đúng không? Bán lẻ tổng hợp. Sản xuất thực phẩm thì chúng ta không thể bỏ qua được, đó là cái câu chuyện của Hoàng Anh Gia Lai, đúng không? Hoàng Anh Gia Lai, cổ phiếu vượt mệnh sau 5 năm tài sản. Thì chúng ta cũng biết là đối với như Hoàng Anh Gia Lai ấy, thì cái sự tích cực nhất của Hoàng Anh Gia Lai bắt đầu khi thoái được hết HNG, bán sang cho Thaco. Thì khi mà cái chuyển được cái vọc này thì cái nợ của Hoàng Anh Gia Lai thì nó đã giảm đi rất là nhiều. Đấy, các anh chị có thể để ý này. Đối với Hoàng Anh Gia Lai thì chúng ta thấy là cả một cái thời gian vừa rồi gần như ông này không hề có lãi, và lãi lỗ triền miên luôn. Cái lỗ triền miên này bây giờ nó còn ghi và nhận vào cái thặng dư của cái ông này mà. Đâu nhỉ? Thặng dư. Đây. Các chị có thể thấy là cái lợi nhuận chưa phân phối của ông này liên tiếp ở trong cả một cái năm 2022 lỗ tiền miên đến 45.000 tỷ, nó vẫn còn treo bảng ở đấy. Còn hiện nay cái sự tích cực không phải là lợi nhuận của ông Hoàng Anh Gia Lai, mà sau cái việc mà tái cơ cấu vừa rồi thì đang có được cái dấu hiệu là lỗ ít đi, hay là ở trong cái quý 2 năm 2021 vừa rồi để có lãi đó. Sao lâu lắm rồi bắt đầu ông Hoàng Anh Gia Lai ông mới có được trở lại cái lãi này. Thì đấy là những cái sự hồi phục tích cực của doanh nghiệp. Tuy nhiên là chúng ta cũng sẽ phải chú ý như là đối với ông Hoàng Anh Gia Lai ấy, thì cái dòng tiền mặt thì nó cái năm 2021 này thì nó cũng bắt đầu duy trì, nó bắt đầu ổn định trở lại hơn rồi. Nhưng cái điều chú ý nhất đó là vay nợ tài chính ở ngắn hạn thì đã giảm được sau khi mà bán sang chuyển nhượng Thaco vào cái quý 2 rồi á. Thì chúng ta thấy là cái ghi nợ tài chính vay ngắn hạn từ 8.500 tỷ chỉ còn 1.500 tỷ thôi. Ở vay nợ tài chính dài hạn là 9.600, bây giờ chỉ còn 6.700. Như vậy thì tổng bây giờ là cái nợ của cái ông này, ông ấy rơi vào khoảng tầm 8.300 tỷ nữa. 8.300 tỷ cũng không phải là một con số bé, nhưng mà ở đây thì sau khi đã thoái mất ông HNG thì vốn chủ sở hữu của ông này chỉ còn là 49. Thì cái tỷ lệ của ông này là rơi vào khoảng tầm 6%, tỷ lệ vay nợ tài chính trên vốn chủ sở hữu cũng khoảng tầm 168%. Trong khi đó trước cái thời điểm mà chưa chuyển sang HNG á, thì cái vay nợ tài chính của ông này là rơi vào tầm bao nhiêu đây, 18.000 tỷ. Nghĩa là cái gần như ông này ông làm được bao nhiêu thì ông ấy đi đem đi trả nợ hết cho ngân hàng. Do vậy nên cái nợ rất là lớn. Nên cái sự kỳ vọng lớn nhất của HNG đó là cái giảm mất đã giảm bớt được cái nợ thuê tài chính, vay tài chính ở cả ngắn hạn và cả dài hạn, thì nó sẽ giúp cho cái hiệu quả cái chi phí vốn của doanh nghiệp, nó sẽ cái chi phí về lãi của doanh nghiệp nó sẽ bớt đi cái gánh nặng, thì giúp cho doanh nghiệp sẽ nhẹ tàu để chạy được. Hôm nay chúng ta thấy là HNG sau bao nhiêu lâu đã trở về được cái vùng giá 10 kỳ vọng. Tuy nhiên các chị cũng lưu ý nhé, mặc dù vậy nhưng mà cái việc mà tỷ lệ sau khi ông ấy thoái mất HNG thì cái vốn chủ sở hữu của ông ấy cũng giảm xuống đi. Nên cái tỷ lệ mà vay tài chính trên cho vốn chủ sở hữu của tỷ hiệu trước thời điểm bán HNG là 187%, còn lại đến thời điểm hiện nay là 168%, nghĩa là nó có giảm nhưng mà nó giảm nhẹ thôi. Do vậy nên nhìn qua thì chúng ta cứ cảm thấy là nợ nó giảm rất là lớn, nhưng mà cái vốn có của ông đấy cũng bị giảm theo, nên là cái tỷ lệ nợ của ông này cũng vẫn đang rất cao. Nhưng mà ít nhiều là hiện nay là cái sự tinh gọn lại về cái sự tập trung đầu tư của Hoàng Anh Gia Lai nó sẽ có thể được tối ưu. Đấy là những cái sự kỳ vọng rất là lớn, và có thể là sang năm quý 4 của 2021 hay là 2022 thì Hoàng Anh Gia Lai nó sẽ có những cái sự tái cấu trúc và nó có trở lại được cái lợi nhuận, thì có thể HAG lại trở lại một cái thời kỳ hoàng kim như ngày xưa. Đấy, chúng ta cũng rất là hy vọng một thời kỳ làm mưa làm gió đình đám nhất. Tỷ phú đầu tiên Bầu Đức, đúng không ạ? Và ngoài ra nữa thì chúng ta thấy các cái hoạt động của HAG thì bây giờ là từ chăn nuôi lợn cho đến là cái việc mà trồng hoa màu thì cũng khắc khít được với nhau, cho lợn ăn chuối, cho lợn ăn thanh long luôn, nếu mà nó bị trục trặc, đúng không, để giảm cái chi phí nuôi. Nó cũng là một cái điều giúp cho cái hệ sinh thái của HAG nó được tốt hơn. Rồi bây giờ thì quay trở lại nói về cái việc này thì lúc nãy Thái Lê có đọc về cái việc Coteccons hôm nay cũng đang trở lại. Trước khi đi về cái Coteccons thì chúng ta đảo qua HAG đi. Thì HAG thì hiện nay thì Thái Lê đánh giá với cái góc nhìn kỹ thuật đó, thì cái đà tăng vừa rồi bứt tốc từ cái vùng 6.6 lên 10 nó cũng đã là một cái bứt phá quá là lớn rồi. Nên cái việc này, cái sự kỳ vọng về lại giá 10 kẹt hàng của nhà đầu tư rất là lớn luôn. Nên cái khả năng cao của ông HNG, ông ấy con đạp có tăng lên được một phiên nữa thôi, thì một hai phiên nữa thì rất là dễ sẽ điều chỉnh. Nhưng mà điều chỉnh mà quanh trở lại về cái vùng 8 9, vùng 8 đến vùng 9 á, là cái chị hoàn toàn là nhập cuộc trở lại được đối với HNG nha. Còn lại mua đỉnh ở vùng này thì Thái Lê đánh giá là ngắn hạn nó vẫn rủi ro đó. Rồi còn lại đối với cái Coteccons thì trong cái cuộc mà trao đổi ngày hôm nay, trò chuyện lãnh đạo trực tuyến ngày hôm nay, thì chúng ta đang thấy là Coteccons cũng đang có được những cái kỳ vọng rất là lớn, và đang trở lại. Và cái sự kỳ vọng của chúng ta sẽ nằm ở đâu? Coteccons thì gần như trong cái giai đoạn bị mất thăng bằng về ban quản trị, chúng ta thấy là cái lỗ hổng và cái rủi ro lớn nhất của Coteccons trong những năm vừa qua đó chính là cái sự đẻ ra các công ty con, rồi các bao nhiêu lợi nhuận nó tuột mất, nên là nó đã trở thành một cái cái không tốt cho các cổ đông. Nên là cái giá của Coteccons chúng ta thấy thời gian vừa qua nó trượt dốc không phanh rất là lớn, và cái lợi nhuận doanh nghiệp gần như trong những năm vừa qua bằng con số 0, hết sức là thảm thương luôn đó. Chúng ta sẽ xem lại giống như là trước đây. Trong những cái năm trước đây thì chúng ta thấy là Coteccons mặc dù là một cái doanh nghiệp rất là tốt, nhưng mà cái lợi nhuận của nó thì cũng không phải là đưa lại cái lợi nhuận của nó đưa lại rất là tốt, nhưng mà đến những cái năm vừa rồi đây thì gần như cái lợi nhuận của nó đã đều bị sụt giảm, rất là lớn, giảm đi 50%. Còn lại đối với cái giai đoạn như hiện nay thì chúng ta thấy là không những có lãi nữa mà còn xảy ra các cái điểm lỗ. Tuy nhiên thì cái việc lỗ trong cái giai đoạn vừa rồi đối với nhóm ngành xây lắp thì Thái Lê đánh giá nó cũng là chuyện thường tình. Như đến cái thời điểm hiện nay thì cái lợi nhuận của ông Coteccons ông đạt được khoảng tầm 87 tỷ, 87 tỷ cũng EPS 2.400 cũng là một cái doanh nghiệp khá là ổn đó. Tuy nhiên này cái điểm lưu ý và cái tích cực nhất của Coteccons ấy, chị để ý là gần như giai đoạn này cái ông này nắm tiền rất là lớn. Cái thế mạnh nhất của đối với một cái doanh nghiệp xây lắp ấy, là tiền các chị nhá. Thì với cái việc mà có cái dòng tiền hiện nay đang rất là tích cực và có thể nói là tích cực nhất trong những cái giai đoạn vừa rồi á, thì hiện nay có thể giúp cho Coteccons nhận các cái đại dự án lớn, nó sẽ được hoàn thành đúng tiến độ và tiếp tục trở lại là những cái đơn vị xây lắp hàng đầu. Ngoài ra nữa thì cái việc kinh doanh, cái việc mà vay nợ, ông ấy được một cái rất là ngon ăn, đó chính là ông này đấy có nợ gì hết. Đó, các chị có thể thấy nợ vay tài chính ngắn hạn và dài hạn ông này không hề vay. Lạ thế nhỉ? Ông ấy có mỗi người mua trả tiền trước là mới có nợ phải trả người bán ngắn hạn, tức là cái này là nợ của mấy cái ông mà cung cấp vật liệu xây dựng ABC đấy đó. Còn lại ông này ông cũng vay ngân hàng à? Ông này thế ông này còn có tiền, ông này đem đi gửi nữa, tiền và tương đương tiền. Đó, như vậy là chúng ta có thể thấy rất là rõ là ông này ông ấy đếch đi vay ở đâu mà ông này còn dư một đống tiền là ông em đi gửi ngân hàng này. Ông này gửi ngân hàng đến bây giờ là 1.700 tỷ. Vài kinh khủng khiếp nhỉ, nhiều tiền nhỉ. Đó thì như vậy là chúng ta thấy là cái tiềm lực của ông Coteccons hiện nay rất là lớn đúng không ạ? Mà đặc biệt là hiện nay cái việc nhóm ngành Celoc đang sẽ được thúc đẩy lại rất là mạnh mẽ trong cái thời gian sắp tới, nên cái sự hồi phục trở lại của Coteccons hiện nay cho các chị nhà đầu tư trung và dài hạn là rất là tốt. Còn lại ngắn hạn thì gần như là các cái điểm mua 80 đến 87 hiện nay Thái Lê đánh giá là cái ngưỡng ok để cho các chị hoàn toàn mở mua được. Đó, gần như có giá đỏ quanh cái vùng này các chị hoàn toàn có thể hốt được đối với Coteccons. Thì ít nhất là đánh ngắn hạn thì các chị có thể kỳ vọng lên 110 á, lên 110 được đối với Coteccons. Thì đây là một cái deal rất là hay dành cho các chị đầu tư cho chung và dài hạn này. Lúc nãy giờ Thái Lê cũng mới ngồi xem lại cái vay ông này quái nhở, ông này không đếch đi vay ở đâu cả, lạ kỳ nhở, rất là lạ. Rồi ok, rất là cảm ơn các chị đã theo dõi. Có lẽ chúng ta sẽ kết thúc cái chương trình ngày hôm nay ở đây đi. Lúc nãy còn view thiếu cái ngành nào nữa không nhỉ? Còn một nhóm ngành nữa, nhóm ngành chứng khoán. Nhóm ngành chứng khoán không nói thì hơi bị phí luôn đúng không? Nhóm ngành chứng khoán thì bây giờ là có một số cổ phiếu các chị có thể quan tâm này, như SSI này. SSI ngày hôm nay thì ATC bắt đầu ông ấy có người thúc đẩy vào. Đấy, chúng ta thấy về hỗ trợ thì bắt đầu nó bứt lên, nó là cái điều rất là dễ hiểu nếu mà các chị sử dụng Ichimoku. Chắc là đến cái thời điểm mà ATC nhiều người nói đùa bắt đầu mới ngủ dậy đúng không? Thì bây giờ là chúng ta thấy là SSI đã bứt tăng lên rất là tốt rồi, thì các chị hoàn toàn kỳ vọng được đối với cổ phiếu này. Tiếp theo nữa thì VND cũng đang ổn, các chị hoàn toàn có thể mở mua từ cái vùng giá 78 đến vùng giá 80 hiện nay. Thái Lê sẽ chỉ điểm qua một số cái cổ phiếu mà nó tốt để cho các chị mở mua thôi, còn lại các cổ phiếu khác thì thôi. SHS cũng vậy, những cái cổ phiếu mà nó đã bứt tốc được vượt được qua các vùng Tây Can Kijun đó, gần như là nó đã có một cái sức mạnh nội tại nó tốt hơn, nên các chị có mua đuổi thì nó cũng an toàn. Chứ còn lại mua đuổi mấy cái ông hồi phục nó chưa đang giang thì hơi khoai đúng không? Như ông VCI cũng vậy, cứ rung lắc ở quanh cái vùng này là các chị hoàn toàn có thể nhập cuộc được. Đó thì đấy là một số cái cổ phiếu như SSI, VND, SHS, rồi VCI cũng là những công ty chứng khoán hàng đầu rồi. Cũng chúng ta thấy cái dòng tiền và cái sự hồi phục nó rất là tốt, nên các chị có lỡ mua đuổi hè thì chúng ta cũng an toàn, ít nhất là trong ngắn hạn. Rồi ok, rất là cảm ơn các chị đã chú ý theo dõi cái chương trình này, và các chị đừng quên hãy ấn like và ủng hộ kênh nhá. Và đặc biệt các chị mà trong quá trình đầu tư các chị cần hỗ trợ về tư vấn cổ phiếu hay là ABC, hay cần một người xử lý danh mục thì các chị có thể liên hệ với Thái Lê theo số điện thoại ở trên đây. Rất là cảm ơn các chị và chúc các chị có phiên giao dịch cuối cùng của tuần thực sự thành công các chị nhá. Ngoài ra các chị muốn tham gia vào room để hỏi đáp ở trong phiên đó, thì các chị có thể join ngay ở đường link ở dưới cái video này vào cái room Telegram. Thì Thái Lê có làm một cái room đấy, gần như là các chị hoàn toàn vào thoải mái để vào, chúng ta có thể hỏi đáp trong giờ thôi nhá. Trong giờ, còn ngoài giờ Thái Lê khóa mất, khóa cái room đấy để đỡ ảnh hưởng tới tất cả mọi người. Và sau này đầu ngày thì Thái Lê sẽ cập nhật cái thông tin tình hình thị trường hay là cái dòng tiền nó đang ở đâu thì các anh chị có thể tham khảo được. Rồi, rất là cảm ơn các anh chị. Bye.